Trong lịch sử địa chất của trái đất, núi lửa đã luôn là một trong những hiện tượng thiên nhiên đáng sợ và hùng vĩ nhất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các núi lửa trên hành tinh này cùng phun trào cùng một lúc? Đây là một viễn cảnh kinh hoàng mà các nhà khoa học đã từng thảo luận và nghiên cứu. Hiện tại, có khoảng 1.500 núi lửa đang hoạt động trên trái đất, chưa kể đến hàng ngàn núi lửa ngầm ở dưới biển. Mỗi ngày có từ 10 đến 20 núi lửa phun trào, nhưng khả năng tất cả chúng cùng phun trào một lúc là rất thấp, gần như không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Khi tất cả các núi lửa phun trào cùng một lúc, một lượng lớn tro bụi sẽ được giải phóng vào khí quyển, tạo thành một màn tro bụi dày đặc bao phủ toàn bộ trái đất. Điều này sẽ chặn mọi ánh sáng từ mặt trời, khiến hành tinh của chúng ta chìm trong bóng tối. Không có ánh sáng, cây cối sẽ không thể quang hợp, mùa màng sẽ thất bát và nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Khí thải từ núi lửa chứa nhiều axit chlorhydric, fluorhydrogen, lưu huỳnh hydrogen và lưu huỳnh dioxide. Khi những khí này kết hợp với hơi nước trong khí quyển, chúng sẽ tạo ra mưa axit gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và bề mặt đại dương. Nước biển bị nhiễm axit sẽ khiến san hô và các sinh vật biển chết hàng loạt, hủy diệt chuỗi thức ăn đại dương và dẫn đến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Mặc dù núi lửa phun trào cũng sinh ra khí carbon dioxide, một loại khí nhà kính có khả năng làm tăng nhiệt độ trái đất, nhưng lượng khí này quá lớn sẽ khiến khí quyển bị nhiễm độc và nhiệt độ tăng quá cao, không còn phù hợp cho sự sống của con người. Viễn cảnh tất cả núi lửa trên trái đất cùng phun trào là một kịch bản kinh hoàng và gần như không thể xảy ra. Tuy nhiên, nó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc nghiên cứu và hiểu biết về các hiện tượng địa chất để có thể chuẩn bị và ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, đêm qua ngày 23 tháng 8, miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình thì có mưa vừa, mưa to. Hôm nay 24 tháng 8, dự báo miền Bắc sẽ giảm mưa. Từ đêm 23 đến ngày 24 tháng 8, các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng nơi trũng thấp. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, chấm dứt đợt hạn bà Trần nhiều ngày qua. Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 139 và nghị định 30 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất đề xuất tạm ngừng thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với đăng kiểm viên vi phạm nhưng được hưởng án treo thay vì đề xuất bỏ quy định này như dự thảo trước đó. Theo đó, sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, Bộ đã điều chỉnh quy định về việc thu hồi giấy phép hành nghề của đăng kiểm viên vi phạm theo hướng từ bãi bỏ sang tạm ngừng. Dự thảo đề xuất ngừng thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên đối với các trường hợp bị tòa án kết tội cho hưởng án treo, không cấm hành nghề hoặc cho cải tạo không giam giữ. Thời gian ngừng là đến khi có văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc điều chỉnh trên bắt nguồn từ tiếp thu ý kiến của ba bộ Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Xây dựng. Theo đó, việc ách tắc đăng kiểm là tình trạng ngắn hạn, chủ yếu là do nhiều đăng kiểm viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự đồng loạt. Việc tạm ngừng thu hồi chứng chỉ mang tính tạm thời để ngăn ngừa tái diễn ùn tắc các trung tâm đăng kiểm thời gian tới. Đếm ngược ngày Trung thu đang đến gần, những ngày này tại các làng nghề đồ chơi Trung thu đang tất bật gấp rút chuẩn bị cho ngày Trung thu. Một trong những làng nghề làm đồ chơi Trung thu nức tiếng ở miền Bắc, đó chính là làng Hảo ở Hưng Yên. Vâng ạ, ở nơi đây thì những mạch nguồn văn hóa dân gian vẫn được nối dài để Tết Trung thu thêm đậm đà sắc màu dân tộc, những đêm trông trăng phá cỗ đêm rằm đầy ắp kỷ niệm trong mỗi tâm hồn của trẻ thơ. Và một trong số đó có thể kể đến là gia đình của ông Vũ Huy Đông, người đã có hơn 40 năm giữ lửa cho đồ chơi Trung thu truyền thống. Khoảng sân rộng hơn 40m² nhà ông Vũ Huy Đông những ngày gần đây xếp đầy những chiếc mặt nạ giấy bồi. Trong đó có cả loại đang chờ hoàn thiện và đã hoàn thiện. Tất cả những chiếc mặt nạ ở đây đều đã được khách sỉ đặt hàng từ trước và đang chờ hoàn thiện để xe đến lấy đi. Hai vợ chồng ông Đông đã gắn bó với nghề làm mặt nạ giấy bồi hơn 40 năm nên đã thuộc nằm lòng quy trình làm nên một chiếc mặt nạ giấy bồi. Cái bước quan trọng nhất để làm được cái sản phẩm này thì là mình phải thứ nhất phải tạo cái khuôn. Cái khuôn thật đẹp, thật chuẩn thì lúc đó mình bồi lên được cái con vật thô nó đẹp. Cái bước hai là cái màu sắc, cái màu sơn này nó làm sao nó hài hòa, nó đẹp. Nó thì lúc đó phù hợp. Thứ hai, cái thứ ba là cái khâu cuối cùng cái người vẽ này, vẽ như tôi đang vẽ này. Là cái khâu cuối cùng cái người vẽ, người ta thể hiện trong cái người nghệ nhân vẽ này là phải đảm bảo được cái hồn của con vật, hồn của con người. Thế thì mới thể hiện được.
Ví dụ mình vẽ con trâu thì nó phải mang tính chất con trâu giữ như thế nào, hay vẽ con hổ như thế nào, hay vẽ con thỏ, con mèo nó phải hiền từ như thế nào. Thì cho nên là cái người vẽ cuối cùng này phải truyền được một cái cảm xúc của con người, cái nội tâm của con người để truyền vào con vật. Đấy là cái khó nhất. Qua đôi bàn tay khéo léo của ông Đông, những chiếc mặt nạ giấy bùi cứ lần lượt hiện ra một cách sinh động, mang dáng dấp hình hài thuần Việt, thể hiện sự duyên dáng, hóng hình, cũng như nét văn hóa không thể pha trộn của con người Việt Nam. Đã thể chờ một cái người mà yêu nghề làm cái sản phẩm này thì mình phải thể hiện cái thứ nhất là phải tâm đắc yêu nghề, cái thứ nhất yêu nghề. Và đã yêu nghề rồi thì mình mới có những cái sáng tạo tiếp theo để làm cái đẹp hơn. Còn cái mong muốn gì hơn ý thì thực ra là đối với cơ quan nhà nước hay đối với chính quyền địa phương thì gia đình vẫn mong muốn được làm sao được vay vốn này, được làm sao được tạo mọi điều kiện để buôn bán hợp lệ hơn này, thì lúc đó là cái mong muốn gia đình. Vì cái vay vốn thì có vốn thì mới làm được cái nhiều, cái đó đấy là phải nhờ vào cơ quan địa phương, nhờ vào cái cơ quan nhà nước người ta mới tạo cho mình được cái vay vốn ngân hàng này. Do sự xâm nhập của đồ chơi Trung Quốc nên đồ chơi thủ công truyền thống đang dần bị mai một đi. Trước tình trạng này, những người nghệ nhân như ông Đông đang đau đáu một nỗi lo, làm thế nào để có thể giữ được nghề. Thì mình muốn giữ được nghề thì có khỏi mai một đi. Vì hiện nay là cái sự cạnh tranh kinh tế thị trường mà. Có khi người ta đua rất nhiều cái mẫu mã khác nhau. Thế mình muốn giữ được nghề thì mình luôn luôn phải sáng tạo, tìm tòi sáng tạo mỗi một năm thì phải nghĩ ra một vài cái mẫu khác nhau. Thì nó phù hợp với thị hiếu của các lớp trẻ thì mình mới giữ được nghề và giữ được cái công việc của mình. Ủy ban xã đã tuyên truyền vận động đối với những người nghệ nhân đó, nhất là vận động con cháu là cũng duy trì và truyền nghề cho những trường hợp khác để nhất là duy trì để bảo tồn. Những chiếc mặt nạ giấy bồi không chỉ là thứ đồ chơi mua vui cho trẻ đêm Trung thu mà còn mang những thông điệp sâu sắc. Những món đồ chơi Trung thu truyền thống gợi nhớ một miền ký ức thời thơ ấu bình dị về những ngày Tết Trung thu cổ truyền rộn ràng tiếng trống, tiếng cười. Để làng không bị mai một đi, thì việc duy trì và phát triển làng nghề làm đồ chơi Trung thu tại làng ông Hảo là một trong những cách bảo tồn và phát huy giá trị quý báu để ngọn lửa văn hóa truyền thống mãi luôn rực cháy. Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, thị trường du lịch lễ năm nay hứa hẹn một mùa sôi động. Theo các công ty lữ hành, du lịch gần trở thành xu thế mới trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao. Bên cạnh đó thì thị trường các tour du lịch nước ngoài cũng trở nên sôi động. Chị Hồng Ngân đang lựa chọn cho gia đình mình một tour du lịch Thái Lan trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Theo chị, Thái Lan là điểm đến phù hợp với kỳ nghỉ không quá dài và có mức chi phí hợp lý trong bối cảnh thị trường tour du lịch nước ngoài phong phú như hiện nay. Hôm nay thì tôi đến Flamgret Tour có muốn tìm hiểu về chương trình Thái Lan và đất nước Thái Lan là đất nước mà tôi lựa chọn. Thái Lan thì hiện tại các bạn thì đang tư vấn cho tôi chương trình 5 ngày 4 đêm rất là phù hợp với cái ngày nghỉ cũng như là cái thời gian bay thuận tiện và cái chi phí rất là hợp lý. Xu hướng năm nay thì thực ra là tôi chọn du lịch nước ngoài vì giá thành rất là hợp lý so với vé máy bay nếu như mà đi du lịch trong nước. Theo đơn vị lữ hành này, tour Thái Lan hiện nay đang được nhiều khách Việt Nam lựa chọn bởi văn hóa và ẩm thực giữa hai quốc gia có nhiều nét tương đồng. Trong năm nay, số lượng tour du lịch Thái Lan đã được bán gấp đôi mọi năm. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến lý tưởng được nhiều du khách Thái Lan lựa chọn. Thái Lan thì có rất nhiều những cái điểm du lịch, từ du lịch văn hóa, du lịch vui chơi giải trí mà phù hợp với đông đảo người Việt Nam đi du lịch. Và đặc biệt nữa là cái việc xúc tiến du lịch của Thái Lan đối với Việt Nam cũng rất là tốt. Và Việt Nam vừa rồi sang xúc tiến du lịch cũng rất là nhiều. Và cái ứng xử, cái cách hành xử của Thái Lan rất chuyên nghiệp, khiến cho hầu hết những người Việt Nam đi du lịch Thái Lan đều rất hài lòng và đều mong muốn quay trở lại. Cùng với Thái Lan, các tour du lịch đến các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay các nước Đông Nam Á được nhiều du khách lựa chọn.
Thị trường 129 năm nay thì khách hàng có xu hướng đi du lịch Trung Quốc rất là đông và đông hơn năm ngoái cũng rất là nhiều. Và ví dụ như là những cái tour đường bộ thì mọi người cũng được lựa chọn nhiều hơn so với năm ngoái. Và ngoài ra thì những cái tour như là Bắc Kinh, Thượng Hải thì năm nay khách cũng rất là ưa chuộng. Thì đến 12 tháng 9 thì cũng vào những cái mùa lá vàng rất là đẹp rồi. Ngoài những tour truyền thống thì ngoài ra hiện nay thì khách hàng sẽ có xu hướng lựa chọn thêm những cái tuyến đường mới hơn, ví dụ như là Trùng Khánh, Cửu Trại Câu ở Trung Quốc, các vị tân Trung Quốc, hoặc là những cái thị trường xa hơn như là Dubai ở Trung Đông chẳng hạn. Theo các doanh nghiệp lữ hành hiện nay, tỷ lệ bán tour đi trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 đã đạt gần 60%, trong đó tour nước ngoài chiếm tới 70%. Nhiều tour du lịch nước ngoài hiện nay, giá vé máy bay vẫn rẻ hơn so với các chuyến bay nội địa có cùng cự ly. Ngoài ra, một số nước cũng có chính sách kích cầu du lịch, nên du khách Việt Nam có thể mua được các tour giá rẻ. Với tới tour đi du lịch nước ngoài thì đã trở thành một cái thương hiệu rồi. Cái khu vực Đông Bắc Á là cái khu vực mà bắt đầu chuẩn bị bước sang cái mùa lá vàng lá đỏ. Thì các cái sản phẩm tour đi Nhật Bản, tour đi Hàn Quốc, tour đi Đài Loan, tour đi Trung Quốc. Ví dụ như Trung Quốc mùa tour vàng, rồi thì Nhật Bản mùa lá đỏ, Hàn Quốc mùa lá đỏ. Thì là những cái sản phẩm du lịch mà sẽ được chúng tôi tập trung tổ chức. Đối với Thái Lan thì bắt đầu là cái mùa này, là cái mùa mà chúng tôi đã tập trung nhiều hơn đối tượng du khách đến với cái miền Bắc của Thái Lan, từ Đông phía Bắc, thuộc Chiang Mai, Chiang Rai, khu vực sẽ rất là thuận tiện để đi du lịch vào mùa thu. Trong khi các tour du lịch trong nước phải đối mặt với áp lực tăng giá, thì các tour du lịch quốc tế, đặc biệt là những điểm đến gần, chi phí hợp lý lại trở nên hấp dẫn nhờ nhiều chính sách ưu đãi. Điều này cho thấy du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ và tiết kiệm hơn.